Xin chào cô chú bác anh chị và các bạn đã đến với kênh Noel Angela Family. Chúc mọi người một ngày nhiều bình an và sức khỏe. Hôm nay gia đình của Noel Angela sẽ đi đến một nơi, đó là một cái khu nhà rất là nhiều bướm và rất là nhiều loại bướm, gồm 40 loại bướm và gồm 2.000 con. Bây giờ sẽ cùng gia đình mình đi tham quan khu vực này nhé. Mình thấy ở đây thì rất là nhiều người đi theo tour du lịch đến đây lắm. Người ta đi đến đây để tham quan. Dọc theo cái đoạn đường này thì mình sẽ đi và nhìn thấy bướm nhiều lắm nha. Nè nhìn má nè. Nè nhẹ nhàng thôi, giống như để người ta bướm nó sẽ đậu lên. Nó giống con chim thôi ạ. Cái con đây giống con chim. Con để lại đó. Em đục tay vô đây. Tay vô nó. Nơi này thì mình thấy rất là hữu ích cho các bé tới để tham quan và ở đây học hỏi được những cái mà giống như là thấy những cái hành trình mà phát triển của con bướm bướm là từ từ con sâu rồi bắt đầu rồi nó mới lên con bướm bướm, có nghĩa là thấy thực tế luôn. Cô chú bác và anh chị em nhìn thấy ngoài không? Ngoài nhụy hoa rồi những cái bông hoa mà người ta trồng, cái đồ ăn cho con bướm thì ta sẽ làm, ta sẽ để cá còn nước cho uống. Dọc xung quanh những cái đoạn đường mình đi để xem những con bướm bướm thì có cái dòng suối này nè, người ta làm nhìn nó rất là đẹp và nó chảy róc rách, nghe cũng êm tai. Cô chú bác anh chị nhìn thấy cây nó rất là nhiều đúng không? Ở đây không khí nó mát lắm, tại ngoài có cái dòng suối đó, nó
có nước rồi có cây cối liền nữa nên rất là mát. Hình như bên bướm nó thích ăn cam rất hay sao á, mình thấy hầu như là người ta họ để cái dĩa toàn sao đời and 40 different tied up in here. Yeah. And 2000 butterflies. Yeah. Really nice, right? And many people come here, the tour. Yes. We're one of the more busier attractions. Ah, busy? If not the busiest. Yes.
Ở đây là cái khu mà người ta trưng bày cái quá trình hình thành của một con bướm bướm, từ con kén sau, từ con sâu thành con bướm bướm. Các bé cũng thường tới đây để xem cái quá trình hình thành. Gia đình Noel Angela xin cảm ơn cô chú bác, anh chị và các bạn đã theo dõi video clip. Mọi người nhiều bình an và sức khỏe. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn ở những video sau nhé. Cảm ơn rất nhiều. Nếu thích vui lòng like, share và subscribe kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều.